Mấy con này lấy xào ăn ngon đấy nhá. Trên giò đấy đứng và cái trên giò từ hôm bao nhiêu ngày không biết, Tí từ hôm nọ là mấy ngày rồi, trên lấy bát về để đi, lấy bát về để đi, lấy bát về để xong mang xào ăn nhá nhá. có ăn được đâu con, thì thôi hôi lắm. Cháu Nông xin mến chào quý ông bà, cô bác và anh chị tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nông TV. Các bác thân mến, hôm nay cháu Nông lại lên chỗ nhà anh Máy. Là như các bác cũng biết là cái thước phim trước các bác cũng được anh ông nói rồi. Nghe anh ông nói thì là vì cái chìa khóa này các bác, hiện tại là anh Máy là không ở cái nhà này đâu. Anh Máy đi ở nhờ hàng xóm được mấy ngày nay rồi. Hôm nọ anh ấy anh mang xuống dưới nhà anh ông thì ông giặt xong là để ở dưới nhà anh ông. Thế là hôm tối hôm sau ông ấy đi đêm về nhà đi thì ông quên cái chìa khóa, thế là về đến nhà thì không có chìa khóa vào nhà, lại đi ngủ đi nhờ nhà hàng xóm được 3-4 ngày nay. Và cũng vì là do mưa không đi lại được nữa. Đấy nên là anh ấy không có chìa khóa vào nhà. Thì anh ông cũng có nói, cũng có bảo là bảo đi phá cái khóa đấy đi, mấy đứa mua cái khác. Nhưng mà ông bảo là không phá, không có tiền nên là không phá khóa. Đấy, vì cái chìa khóa này có cái loại rẻ có 20.000 thôi, nhưng mà ông không phá đâu, ông đi ở nhờ mấy ngày nay rồi. Thứ nhất là đi ở nhờ hàng xóm thì biết đâu lại có rượu uống. Đấy nên là anh đi ở nhờ mấy ngày nay không về nhà. Còn bé Phong thì ở dưới nhà cháu anh ông. Nay đến thì có mua cho anh ấy một cân cá nục để cho anh lấy anh ăn. Thì anh ấy đang ở xóm bên kia cơ, đi ở nhờ bên kia. Vừa nãy cháu ông gọi thì ông đang đi trên đường về. Đấy, hôm nay đến thì cũng đường còn rất là trơn. Đi từ chỗ nhà Dúa này, bây giờ đến nhà Sùng Mỉ xong mới qua đây đi một vòng luôn. Mấy ngày không ở nhà luôn. Đấy vì cái chìa khóa, vì cái khóa có loại này hình như là 15 hay 20 nghìn thôi mà không phá. Đấy vẫn để nguyên, không phá luôn. Đi ở nhờ mấy ngày. Mấy hôm mưa nên là nước đầy này. Đó phải xách nước rồi. Đấy cái chậu này ông tiết kiệm, ít nhất tiết kiệm ông dùng phải hai chậu này phải hơn một tuần ông mới dùng hết. Một lần rửa mặt nó, một chậu nước rửa mặt nó phải rửa mấy lần mặt thì nó mới đổ đi ấy. Đây này, cái này này, đấy cái này thì cũng rất là lâu rồi. Từ hôm nọ rửa mặt xong là cứ để như thế, xong lại tiếp tục sáng sau dậy về lại rửa tiếp. Về đi đâu về? Đi bên kia về. Đi bên nào? Đi xóm làng nhà đi. Ôi dồi ôi, sao 10 comfort đấy. Ôi thật sự là cái nước hoa của Mỹ này rất là thơm luôn. Từ nọ xịt mấy ngày nay rồi, mấy ngày rồi nhỉ? Mấy ngày rồi đấy. Không biết. Quá thơm luôn chị. Mấy ông mấy chưa? Chào đi nào. Cháu chào các ông các bà. Mấy hôm nay đi đâu? Mấy hôm nay không đi đâu đâu. Vào nhà mất thông nó về quên chìa khóa không mở được cửa thì đi chơi tối thì cũng tối nhà nào thì tối đâu thì cũng nhớ ra đấy đi chơi xem người uống quên chìa khóa, mất cái khóa như thế kia mà không đập đi được à, người cũng yếu à, người ốm hôm qua có người ốm nặng thì không chơi. Lời dùng có người ốm xong đi là có rượu uống đúng không? Không thì xem kia không đủ thì xem người đâu thì sao không... Mùi rượu đấy. Sáng đấy đi nhà nà, cô bá làm một túi này, một túi là ba đấy kia. Để làm gì? Mở cửa không được thì mở cửa đi tìm một tôm, ứng một tôm về. Ứng một tôm về mấy nữa lấy tiền ở đâu? Khi nào tìm được tiền thì mới lấy đi cho. Khi nào mới tìm được? Không biết à, bây giờ còn nở nó à, cũng một túi bên kia thì 100... dưới 103.000 nữa, 103.000 nữa. 103.000 nữa. Vâng. 103.000 nữa. Này còn có 103.000 nữa. Nửa 100 dưới còn đầu 103.000 nữa.
Thế là 150.000 đúng rồi. 150.000. Chẳng nên nó đi ăn cắp sắc hay là ăn cưới à? Ai đi ăn cưới? Mấy tao sắm đi, xong đây mấy xong đây đi mấy người đi phải tiền đấy, xong đây tiền bố gì, bố lại, bố lại làm là cắp sắc hay là đấy cái áo. Dạ bao nhiêu cưới là bao nhiêu mới không biết đấy. Cái áo này đẹp như này chắc là không cần giặt đâu nhỉ? Đúng giặt, không? Giặt chứ, nhưng mà thì để khi nào em thấy đây đó đó như kiểu ngoài đường rồi. Nắng thì mới đi giặt. Cái áo này là từ 2010 các bác, 2010 anh ông đi may mất 5 triệu. Cả bộ là 5 triệu, thì từ 2010 nhìn vẫn còn mới luôn. Nào rồi xuống cái kia cho bà cho ông cho mặc để ngồi lai thôi, thế là ông lấy luôn. Sắp bấm sang ông lấy về luôn. Sang đây có người chết rồi nhỉ? Con bà già chết rồi. Thế là đi tìm rượu uống, đúng không? Bà tính bà Diên. Thế để đi tìm rượu uống. Cái gì đây? Gái cái gì đây đây? Đúng rồi, có bắt từng là ba mày cánh tin đình. Và ra bắt tới người còn sáng. Hôm nọ nhà một tuần u một tuần đi bên kia. Hôm nọ anh chả nói đây, bà mong là có người chết để mới có thịt ăn lên gì nhá. Bây giờ có con hôm qua có người đâu, có người hôm nắng đấy, nhưng mà sáng nay vẫn chưa chắc chưa khỏi bao nhiêu. Thế thì đi pòm sang nó còn gì nữa. Đúng không? Anh cũng mong thế, nhưng mà thực đang ngất thôi, ngất bây giờ cái giày được chưa đấy, biết mình mong người ta chết, người ta lại mong mình chết đấy. Thế, đúng không? Thế người mong người chết được ăn tiền mà chết tiếng mà thế thì mấy thế mà à, chết quá mong chết quá vậy chứ nhỉ. Bỏ quên lên lại quên, sáng nay bỏ thành đi lấy lại quên. Thế không mang về ra sao mở đường? Đập đi. Đó rồi, cửa này đó rồi, cửa bằng thứ mắt, cửa đấy đặt bằng nhà má, đó đi đặt. Đập nhá. Nhá. Đặt trường bằng nhà. Hả? Đập đi lấy. Hôm qua trường bằng nhà. Để lấy dao về đập đi. Ngày trước đấy. Nhá. Đào đến nhà thì cũng. Đập nhá. Không đập đâu, đập lên hồng đi. Đập đi. Nhá. Nói cái gì đập nhỉ? Có cái gì quá. Đi lấy đá về, lấy một viên gạch về. Nhá. Không đập à? Sao lại không đập? Thế không đập được cứ đi ở nhà người ta. Mời không được thì khi nào đi nhà em đúng với lại chìa khóa về. Thế bây giờ chọc vào bên đường ở đó. Bây giờ cứ thế mà đi ở nhờ à? Đi bên kia đi trong tối nhà nào đi ngủ nhà nào đi ngủ hôm qua đi à. Đi đâu ơi? Đấy mua về cho con cả mai nhưng mà nó đi con gà ở đâu làm gì rồi. Có thấy gà ở đây đi chơi rồi, đi chơi rồi à? Gà đi chơi rồi, chơi trong rừng tìm kiếm ăn rồi. Kiến ăn rồi, kiến thỏ ăn rồi. Đi vào đi về đi. Tìm có cá ăn rồi. Thế em luôn không quên mất chìa khóa không mang về nữa. Bảo đập mà lại đá kia à. Đúng không? Đập nó lại hòn lại hết tiền nuôi nữa. Không đi bộ đi chìa khóa nữa. Không được. Hết tiền rồi. Thì nó kể lúc nào lại chìa khóa về mới mở thôi. Đi ở nhờ nhà người ta. Thế đi chơi ông tối tối nhà nào ngủ như đấy, xong rồi chìa khóa về với thế, mở được với mở vào nhà. Thế giống con chim chào mào nhỉ? đi đến đâu tối đâu ngủ đấy, giống chim chào mào đấy nhỉ? Đúng không? Anh biết chim chào mào không? Biết thì biết, nhưng mà chỉ quên mất chìa không về, không à không vang về thì cũng biết mở không vào nhà được thì cũng biết làm sao đâu. Thế từ hôm nọ ở nhà nào? Đi chơi bên kia linh tinh bên cả. Tối thì đi ở nhà, chơi nhà nào thì cũng như đấy. Đi như thế đỡ rồi mất tiền cơm nhỉ? Hôm qua được ngủ ở nhà anh rồi. Đúng không? Đúng không? Sáng nay đang về đến nhà thì cháu thèm gọi điện về bảo là
Chìa khóa để đâu? Mà ở trong túi quần dài phơi. Nó đi tìm cũng thấy. Móc cái móc thằng đi tìm cũng thấy. Nhà anh máy nhỉ? Đúng không? Quay ở đây. Đi họ hỏi bà sao cứ đi như thế, bảo thì nói với họ là mất chìa khóa. Ở dưới kia không có chìa khóa ở nhà, xong họ mới cho cơm ăn nhỉ. Đúng không? Và quên chìa khóa ở dưới nhà anh ông, mưa gió không xuống được nữa, không có chìa khóa. Không có chìa khóa vào nhà nên là đi chơi như thế, đúng không? Họ mới cho cơm ăn. Đúng không? Vừa có cơm ăn vừa có rượu uống chả sướng à nhỉ? Thế lần sau cứ thế mà làm như thế nhá. Nếu mà đi như thế cho uống ít thôi, mà uống nhiều say thì cũng không nhiều. Rất cho ít thôi. Nếu ăn cơm thôi. Nếu mà đi nhiều, nếu mà ngày nào cũng đi như thế, liệu đi cả tháng này hết cái thôn này không? Chắc không đi được đâu. Chắc đi không đi được đâu. Không phải không có người đi Malaysia được đâu. Malaysia được đâu. Có nghĩa là bây giờ mà mình quên chìa khóa một tháng, cả tháng mà trời mưa mình không lên đây được ấy. Thì không đi xuống lấy chìa khóa được ấy. Thì mình đi hết một tháng có hết cái nhà này không? Hết mấy nhà này không? Là đi cho hết, là đi... Đi... Đi hết đứng mà chắc là cũng... Đi vài người chắc có khi là có đi xin mới nhà một ngày thôi. Đúng không? Đúng không? Đi xin mới nhà một ngày, xin ở một ngày thôi. Đúng không? Khôn bao nhiêu cũng giảm một từ. Khôn bao nhiêu cũng giảm một giờ. À, khôn bao nhiêu cũng giảm một giờ. À, đi rồi. Bây giờ phải đập rồi, đi tìm đá đi. Nhá. Đập được. Ô, bây giờ thì phải có cái mài, cái dây mài cắt đập được nhá. Đập giá đâu, muốn được giá đâu nhá, thì muốn giá đâu, em luôn xin đập rất là nó có giá không em biết. Phá cái này phá cũng được rồi, đánh đống đinh bê tông vào rồi cắt đống đinh bê tông bê tông ở đâu đây em làm phép mở được rồi đây. Trước. Ôi rồi ôi. Đi thế là đi ở nhà họ được mấy ngày nhỉ? 3 hay 4 ngày nhỉ? Ngày hôm nay nữa chắc 3 ngày thế nào á? 3 ngày rồi thế nào đấy? Mỗi cái chìa khóa mà không phá được mà đi ở nhờ nhà người ta được 3 ngày. Anh cũng khôn phết đấy nhỉ, đúng không? Anh cũng tính khôn đấy, bởi vì là mình đi, mình lợi dụng là mình quên chìa khóa ở dưới kia thì mình đi họ mới cho cơm mình ăn, đúng không? Trăng 15, trăng tròn, đúng không? 16, trăng tròn như cái đi. Trăng tròn như cái đi, trăng tròn như cái đi. Đúng không? Lợi dụng là quên chìa khóa thì đi họ cho cơm mình ăn, mình, đúng không? 100%, 100%. Một camera. Đây này, đi cánh nước đi. Nước còn không lấy đâu. Thế đi rửa đi. Nước mưa ngay, nước mưa đi đây. Mang đi rửa ngay. Có rửa được không? Giờ này có rửa được không? Được. À, thế thì mang đi rửa đi. Ông mà chén nước lại, mới cắt nước lại. Nước không đun, không được uống cái kia rồi. Nước này mấy ngày đổ đi, bây giờ uống vào chỉ có chết thôi. Đấy, ăn như thế cơ mà. À. Xui rồi nhưng mà lâu mấy ngày cũng ngồi rồi. Xui rồi thì uống. Cái ấm chè này được tháng chưa? Chưa đâu. Đi được mấy ngày rồi? Cũng biết, mấy ngày rồi cũng biết à. Từ ngày cũng bao nhiêu ngày cũng biết rồi nhưng mà chưa được tháng đâu. Chưa đâu, tăng đang đây thôi mà mấy hôm. Mấy được mười mấy ngày rồi. Mấy đêm này. Hả? Không biết rồi. Quên rồi, bao nhiêu ngày không biết rồi. Thế như này nó chờ bẩn à, sao nào? Chứ thụi chờ quay đâu. Phun lên uống rồi, mùi lắm rồi. Chờ. Người đi. Người đi. Người đi, mùi lắm rồi. Có đâu, chờ đâu. Mà xôi vô thì mấy ngày cũng nó không. Chị ô. Ôi. Ngon không? Cắt. Ngon không? Ngon mà. Chè đặc, nước chè đặc sản mà. Nước chè đặc sản mà nước chè đặc sản được sao nào? Cấm chè này là được từ cái hôm mà không mở được cửa là
Là 3 ngày rồi đúng không? Mới hôm cứ về thì 3 ngày không mở cửa. 3 ngày không mở cửa rồi. Xong là từ cái ngày mà đi nhà em là tính là 5 ngày rồi mà vẫn mang ra uống. Ngon nhỉ? Nó chưa thiêu đâu. Nó chưa thiêu à? Xuôi rồi thì vào siêu đun xuôi rồi thì mấy ngày thế này nó đang mấy ngày thế này nó cũng xuôi rồi. Vẫn chưa thiêu đâu. Đặc sản chè này ngon nhỉ? Đặc sản. Đi rửa bát. Dọn ra hết đi. Vâng. Chậu về cái còn gì ăn không? Hết rồi. Thế bây giờ ăn cái gì? Ăn rồi, về đây thì đi chơi, mà nhà không được thì đi ăn nhà khác nữa. Đi thấy đi chơi đến đuổi, nào đói thì đi, gặp nhà nào thì ăn nhà nào nữa. Tuổi cũng đi nhà khác, ở nhà khác nữa. Tối nhà nào cũng chơi đến đó, đi chơi những ngày ấy. Nếu mà người ta không cho ăn thì làm thế nào? Sáng nay là đi bên kia, đi quán bên kia, vay ứng hai quán mì tôm. Đi chơi. Thế mà tối nay ăn cái gì? Cái đồ ăn. Hả? Tối nay á, tối nay đi nấu cơm ăn rồi. Cơm ăn nhưng mà có rau không? Mực với thịt khóa về thì lại chưa khá rồi về thì nấu cơm ăn đấy. Không có rau thì đun nước, anh biết đun không? Mấy hạt. Em bảo này, không có gì ăn nhá, anh đun nước sôi, xong anh đổ mì chính vào. xong anh đổ ít muối vào, nước ngọt là được rồi, xong lấy cái nước đấy về chan cơm ăn là được nhá. Vâng, lấy muối vào một tí xong làm nước canh ăn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Cái cũng này. Cái gì này? Thiệt là cá gì? Thịt ở cá nhỉ? Nhanh lên nào. Lấy bát đi rửa đi. Không tắm mấy ngày, suốt ngày gái đi. Hả? Gái chứ, chỗ này gái chỗ kia. Đấy, cái đấy vẫn để ăn được này. Cái này để ăn được. Đơn mọc đâu ấm. Ôi, dám ơi ra. Để tối nay ăn đi. Ôi, dám ơi. Mấy nhiêu ngày không biết đâu. Để tối ăn đi còn gì nữa. Thôi, mùi quá. À, nước chân trò lớn từ bao nhiêu ngày không biết. Để đấy đi còn mang vào nhà. Mấy cái áo đẹp như này cơ mà nhỉ. Đại gia mà bát không rửa này đúng là thôi rồi. Đúng không? Vâng. Hả? Mấy hôm nay cũng vào nhà đứng đây không vẫn không rửa được. Không rửa được nữa. Hôi lắm à? Cũng biết hôi à? Cũng biết hôi mà sao lại không rửa? Mấy hôm nay chưa lấy chìa khóa về thì quên thì mất thì cũng được. Không phải mỗi mấy hôm nay đâu. Cái cơm này khả năng là vẫn ăn được. Ngửi xem nào. Mấy ngày rồi. Ngửi đi. Thôi cũng chưa nách ra chỗ chưa. Ồ thiêu rồi. Đây là cho gà, mấy cho con gà mái ăn. Anh ngửi xem nào. Thu hôi rồi, nếp rồi. Hôi à? Thiêu rồi. À. Thiêu rồi, mấy ngày rau năm rồi, thiêu rồi. Xem cái nồi này bên trong có cái gì? Đấy, đấy, lấy mấy con này ăn được đấy nhỉ? Mời đây xem nào. Đấy. Lâu lắm nó. Đấy, mấy con này này, mấy con này lấy xào ăn ngon đấy. Nhá. Chân giò đấy, đứng vào cái chân giò từ hôm bao nhiêu ngày không biết. Tí. Từ hôm nọ là, ơ, mấy ngày rồi. Chân lấy bát về để đi. Lấy bát về để đi. Lấy bát về để xong mang xào ăn nhá. Nhá. Không ăn được đâu, con thì thôi hôi lắm. Thì lấy gì đấy? Sao lại không ma, không ăn được? Hôi lắm. Tôi lau quá nó hôi quá nó cái thanh. Mọc à, cho có con này không về rồi. Con đấy ăn được mà. Đúng không? Có ăn được đâu. Được, được. Anh lấy bát, rửa bát con xong lấy để lại tí nữa ăn. Chỗ. Nhá. Mới ăn. Rửa cho con được không? Nhá.
Như này, cái loại này ăn rất là ngon luôn. Em tưởng là anh nuôi để ăn. Hả? Quên, không được lấy nước chán đi. Lấy cả cái chảo nữa này, cái chảo với cái nồi này này. Em tưởng là anh nuôi ở đấy để lớn để ăn. Cháu Nông xin phép được giới thiệu với các cô, các bác là cháu Nông có bán các sản phẩm ở trên nhan hàng nho nhỏ của cháu Nông. Đầu tiên là cháu Nông giới thiệu các bác là cháu Nông có bán khổ qua rừng, mướp đắng rừng các bác ạ. Có tác dụng là giảm mỡ máu, mỡ gan, thận, ổn định giảm đường huyết, điều trị cao huyết áp, giảm sơ vỡ động mạch, tắc nghẽn động mạch, giảm cân chủ yếu, mỡ bụng, vai gáy. Cách dùng là dùng 40 đến 60 gram để sắc nước uống, hãm trà, hầm canh thịt hoặc đun nước pha tắm cho trẻ nhỏ. Hai là trà sơn mật thải độc, tính mát, thông độc, chữa mất ngủ, tốt cho người béo phì, tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao, viêm họng do thời tiết, uống rượu bia nhiều, giúp thanh nhiệt hỗ trợ thải độc gan, làm đẹp da, giúp da mềm mại sáng mịn, vóc dáng cân đối, giúp ngủ ngon, hạ men gan, làm dịu hệ thần kinh, giúp thần kinh tỉnh táo, giúp điều trị bệnh dạ dày khá hiệu quả. Công dụng: lấy 20g trà cho vào ấm để tráng một lần nước đi, tiếp đó rót thêm nước khoảng 500ml nước sôi ngập lớp trà để 5 đến 10 phút cho ngấm. Nên sử dụng trà sơn mật hồng sâm hàng ngày để có hiệu quả và tác dụng tốt nhất. Tiếp là cháu ông có bán nấm hương rừng các bác ạ. Đây là nấm hương rừng. Bốn là cây thông đất các bác ạ. Thấy cây thông đất có tác dụng là giúp ngừa và điều trị bệnh, tăng cường hoạt động của trí não, bảo vệ và giảm sự lão hóa của các tế bào thần kinh. Bệnh nhân teo não mất trí, đặc biệt là giúp phòng ngừa teo não cho bệnh nhân sau tai biến, chấn thương sọ não, người mất trí nhớ, sa sút trí tuệ lẫn do tuổi già, bệnh nhân mắc chứng men gan cao, nóng gan, gan nhiễm mỡ kết hợp với lại cả gai leo, tốt cho người bị bệnh phong thấp, nhức xương, trẻ em bị tê liệt sau di chứng. Cách dùng là sắc 30 đến 50 với 1,1 đến 1,5 lít nước uống hàng ngày. Đây là cây thông đất. Năm là cây mật gấu các bác ạ. Đây là cây mật gấu. Cây mật gấu là thanh nhiệt, giải độc, mát gan, tiêu viêm, làm xe lợi mật, phòng ngừa và chữa sỏi mật, giảm đau lưng và thấp khớp, tăng cường sức khỏe. Cách dùng là sắc nước hàng ngày, mỗi ngày sử dụng 20g hoặc ngâm rượu uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần uống 10 đến 20ml. Anh Máy có uống không hả? Chưa biết uống. Chưa biết uống à? Tiếp đây là cháu có bán quả ốc chó các bác ạ. Đây là quả ốc chó. Quả ốc chó là đây. Tiếp là cháu không có bán. Đây là hạt dổi. Hạt dổi nữa. Tiếp là cháu không có bán nấm ngọc cẩu khô các bác ạ. Nấm ngọc cẩu là có tác dụng là bổ thận, kích thích tiêu hóa, chữa nhức mỏi chân tay đau lưng, chữa di tinh liệt dương, tăng cường sinh lực,
cho nam giới cách dùng là sắc nước uống hoặc ngâm rượu uống. Ngoài cái sản phẩm đặt ở trên sàn nhà thì ở phía sau cháu An Hùng có bán là dây thể canh. Dây thể canh có tác dụng là hỗ trợ điều trị tiểu đường. Tiếp là có chuối hột. Tiếp có nhỏ cổ lam 7 lá và 5 lá. Tiếp là có hoa đu đủ đực khô. Tiếp là có cây nhâm trần. Tiếp là có cháu nông có bán măng khô, măng mầm khô và măng dối. Tiếp là cháu nông có bán cây huyết đằng là có tác dụng là bổ máu sau sinh. Tiếp là cháu nông có bán mật ong rừng và mật ong bạc hà, mật ong khoái. Tất cả các sản phẩm cháu nông vừa giới thiệu thì mong các bác đi qua kênh. Bác nào có nhu cầu thì mua ủng hộ kênh để kênh có kinh phí hoạt động trên con đường thiện nguyện để giúp bà con nghèo ở trên vùng cao. Cháu An Hùng xin cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ. Đấy, mấy con gà của anh máy này. Đẻ 12 cái trứng. Đẻ à? Ướp ăn một mười con, một con. Bây giờ chuột về kéo chân cho một con, xong con 10 con, bây giờ còn chục con. Chuột về kéo chân à? Về ban đêm nó cũng nhưng mà chuột chưa mua được mèo, nó chuột về kéo chân một con. Đừng đi đấy, gà nó sợ. Còn bây giờ còn 10 con, chục con. Ăn được chưa? Thì, còn cái gì nữa? Cái nồi này này. Thơm không? Thơm lắm bà, thơm chứ. Lấy cả cái nồi cơm này nữa. Nồi đi. Cơm thì lấy cho cả, lấy cho con cả máy ăn. Cũng thiếu à, lấy cho con cả máy ăn. Con gà này sao sợ người thế nhỉ? Có cá bán không? À, cuối có cá bán không? Cái gì? Con gà đang kêu tích tách không bán đâu. Con gà đang kêu tích tách không bán à? Ai hỏi? Chị ơi, bán gà họ có gà, gà bán cân, gà bán yến bao nhiêu đây? À, gà yến là... Bảo về sớm đi. Yến là tôi không bán, nó bán yến 24. Vâng. Đổ đi. Đấy, cho gà cái tét ăn đi. chưa mua được gà cái... Chơi... cơm nguội thì cơm nguội, cơm cứng cơm nguội thì cơm thiêu thì đủ ăn không chắc lắm. Mấy con gà này chắc mổ ăn được đấy nhỉ? Chưa đâu. Hả? Để mấy để tháng 3 đó. Tháng 3. Tháng 3 thì ô con ở dưới kia đấy, để dưới kia sao ấy? Tháng 3 thì mùa. Mùa bé to bé cũng mùa. Mùa lấy hồn. Lấy hồn. Mấy hôn đi cũng ngủ cũng lắm. Mùng 3 tháng 3 đi, ở đây là mùng 3 tháng 3 đi. Mùng 3. Mồ mời ai không? Mùng mạng đấy, mùng mạng gì. Mồ có mời ai không? Mời thì cũng mời mà. Mời ai? Ăn nào mời mình thì mình mời họ. Ăn nào gọi mình thì ăn mãi thì mình lại gọi nó. Nhớ đi. Cái chậu nước này dùng tầm khoảng mấy ngày thì mới hết? Thứ để nặng quá đi thì bác mình có thể... Thôi. Đấy, đến này. Này em bảo này. Lấy cái gì để vớt con này cho bác tí sao ăn. Nhá. Đổ đi cho cá ăn. Cho kiến ăn thôi. Bé đông cá không biết ăn. Tưởng là... em tưởng là anh nuôi... Em tưởng là anh nuôi để ăn chứ. Con sâu ăn. Tưởng nuôi để ăn. Rửa tay trước mới rửa bát à? Tranh thủ nhỉ? Chậu một cái nuôi. Đen. Cái đợt này là đợt rửa thứ mấy nhỉ?
Nó rửa bát này từ Tết năm ngoái ấy. Cũng quên được à, quên rồi không nhớ rồi. Chắc lần này chắc là lần thứ ba cũng thế này á. Từ Tết năm ngoái đến giờ này là lần thứ ba. Không nhớ được rồi. Lâu lâu nhiều một lần thì không biết được rồi, không nhớ được rồi. Bây giờ không nhớ bao nhiêu rồi, lâu lắm. Lâu lắm cũng nhiều rồi. Thì lâu lâu nhiều một lần thì... Từ trước ăn Tết ấy, từ năm ngoái ăn Tết ấy, ăn Tết đến bây giờ là rửa mấy lần rồi? Không nhớ được rồi. Từ Tết về thì cũng rửa bao nhiêu lần không biết được, không nhớ rồi. Ừ. Không nhớ được rồi. Tưởng là... Một lần thì không nhớ được rồi. Những ngày mà bọn em giúp rửa không tính, mà anh tự rửa ấy. Anh từ giờ cũng lâu lâu rửa một lần thì cũng vẫn không nhớ rồi. Được tầm khoảng 3 lần chưa? Không nhớ đâu rồi. Không nhớ đâu rồi. Không nhớ được lâu rửa một lần. Không nhớ đâu rồi. Nhớ lâu rửa một lần? Ừ. Bây giờ không nhớ rồi. Nhanh đi, em thấy cái bát này cũng mùi nữa, với lại anh cũng mùi nữa rồi. Anh có cái áo này định mặc cho rách luôn à? Mặc thế khi nào thấy nóng thì mới giặt. Thấy nóng thì mới giặt. Thấy nóng chưa nắng thì mới giặt. Mặc thế cũng... Mấy hôm nay mặc đẹp như này đi tán gái có được em nào không? Nắng nắng thì mới đi giặt. Hả? Đi tắm giặt nữa. Hả? Mấy hôm nay mặc đẹp như này đi có em nào để ý đến không? Không nào tìm, đi tìm cũng được đâu. Đi xem thấy đi chơi tinh đen thì được. Thấy người vào nhà không được thì đi chơi, thấy người ốm thì nhắn trong xóm, thấy người ốm thì nặng thì đi xem, đi thăm, đi xem thôi. Đi thăm để có rượu uống đúng không? Có nhà đi thì cũng rất là ốm, nhưng mà có nhà đi vẫn không được đâu. Người ốm rồi thì đi cũng muốn không thấy cho đấy, chỉ cả đời chỉ mong là người ốm với lại người chết thì mới có thịt ăn đúng không? Có nhà cũng rất cho ăn, có nhà thì anh mấy cho ăn cho rượu uống. Anh mấy cũng ăn rượu à? Cũng ăn rượu, có nhà không ăn cũng uống rượu. Mấy ơi, cả đời chỉ mong người ốm với lại người chết thì mới có thịt ăn à? họ mong mình chết sớm, mình là cũng mong họ chết sớm. Ai mong ai chết được ăn thịt như đời xưa. Ăn nào trước đời xưa thì để ăn nào chân ra máu một tí trong mùa ăn mà ăn thịt người mà chứ là anh khỏi về thì thế mới khỏi sau về xong mới cùng ăn người, cùng ăn thịt người thì mới lại đi chôn rồi mà. Anh biết à? Thịt người đấy trước là các loại quỷ, các loại về nhà, các loại khác về, các loại vân vân về các về nhà. Xong nhà nào giàu thì lấy quỷ tốt các về, thì nhà nào nghèo thì lấy quỷ xấu về. Xong quỷ các về ăn thịt người thôi mà. Ai nào ra máu tay chân ra máu một tí xong mùa ăn luôn. anh biết à? Cái đời xưa kể thì mà đời xưa kể thì mà. Em tưởng là anh biết. Muốn thêm người già. Đời xưa thêm người già. Đấy nhá. Giờ này phải rửa bát xong là nhà không cần quét đâu nhỉ. Mấy đứa ngày mai mình quét. Không cần quét cũng được, mấy nữa em mua cho mấy con dê về thả vào để cho nó ỉa ở nhà nữa. Quá ông máy ơi. Trước cái biết còn ở bên kia thì... Nào! Chuyển ở bên này thì đi chơi thì qua dê biết đi nhà thì thế, khạc như thế này. Mình nghĩ thế chết chết. Có đúng không? Mình nghĩ thế chết. Có đúng không? Vâng, nhưng mà... Nó ở nhà nó không biết làm thế nào, không biết đuổi. Em bảo này, bảo là nhà không cần quét đâu, mấy nữa mua mấy con dê về thả vào để cho nó ỉa vào thì nó mới quét mới bõ. Con dê nó ỉa nhiều lắm. Đấy, lúc đấy nó mới bẩn xong mình mới quét đi. Dê thì phải mới làm chuồng khác riêng thôi, không để trong nhà nó. Trước là em đi, anh đi xuân ví à, bên sân cái là chàng Hương là lấy bò vào nhất rồi trong nhà bộ ở trong nhà thực trước kia còn có người ăn cắp ăn trộm nhiều ấy. Đi trên đấy nhà cũng làm bé nữa thì bà cụt bà gian làm bé nữa thì lấy bò với bột trong nhà ấy và đấy thì bò trong nhà có xử người ăn và có khi ăn cắp ăn trộm cũng nghe con nó cắp ăn trộm thì xử người cắp ăn trộm thì lấy nhiều bò vào bột trong nhà. Một cái trường nữa thì cũng đầy nhà hết. Cũng thấy hôi
xuân bò lắm đấy. Vui lắm à? Xóm ở đi Tràng Hương đấy. À. Thống đồn kia, Tràng Hương thống. Thế khác gì bây giờ nhà anh đây, nhà anh cần gì phải quét nữa? Đây này con giống ở ngoài này đây. Tràng Hương thống đồn yeah. Thì bản trang xuân ví phình phình đò. Tắc này kia là ở phía thẳng kia là nhà toàn làm bé này. Rồi cái hôm nay thì cũng làm hai bên thì cũng làm bốn bên. Thế bây giờ có cần em nông giúp không? Bây giờ có cần em nông giúp không? Có định cho em nông qua đến sắp đến tiết rồi đấy. Cũng đến tháng rồi. Đến tháng rồi. Hôm nay là tháng 12 âm lịch thì 2 năm à mùng 5 rồi thế nào đấy, hôm nay chuyển đến xưa rồi. Ừ. Thì còn 25 ngày nữa là đến chiều rồi. À, đến chiều lộ hết đến tiết rồi. Ừ. Đến tiết rồi thì em nung mua cho vài cân thịt với là vài con gà, tầm 2 con gà trên chẳng hạn, 2 con gà cả sân giấu đây. Ừ. Thế em nó hôm nọ đi bỏ về tưởng là không cần em nữa. Thêm 2 con gà trong ăn 30 với là mùng 2 hả? Với là mùng 3 thì hôm nọ bỏ về em tưởng là không cần đến em nữa. Hết tiền rồi mới cần đến đúng không? Hết tiền rồi. Hôm nọ là còn tiền ở trong túi là không cần em đúng không? Bây giờ hết tiền rồi bắt đầu cần đến em đúng không? Hết tiền rồi. Còn trong xóm này có một ông thì còn ở 200. Thì nó bây giờ nó làm thuê cho về. Thì làm cây. Đấy chơi khôn như anh thì ai chơi được nhỉ? Đi hỏi. Nha. Hỏi 100 xong về mô. Nhà anh máy nhỉ? Vài cái nhiều nữa, vài bếp nhiều nữa. Nha. Về lại làm nước ngọt, về làm tiết nữa. Anh máy? Ơi. Chơi khôn như anh thì ai chơi với anh được? Hả? Hả? Toàn là mùi rượu với mùi thuốc lào. Phải là à, tao cũng tao đéo là tao án rồi. Rồi cái hôm nay cũng đi qua đây để đưa cái chìa khóa cho anh máy và xem tình hình anh máy đi ngủ ở rừng được mấy hôm. Thì cũng mang chìa khóa cho anh để anh vào nhà. Thì cái thức phim xin được khép ở đây. Cháu Đông xin cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác các cái thức phim tiếp theo.